nay rất vui khi được gặp gỡ với tất cả quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh của chúng ta đang đến với chương trình livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lang, Văn Lang Q&A số 20. Và Văn Lang Q&A rất là cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, vào ngày 24 tháng 7 vừa qua thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bên cạnh đó thì trường Đại học Văn Lang đã công bố kết quả xét tuyển sớm bằng phương thức là điểm học bạ trung học phổ thông và điểm thi đánh giá năng lực. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cho các bạn đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong suốt khoảng thời gian này thì Thanh An hy vọng rằng là các bạn hãy suy nghĩ thật là kỹ cũng như là thực hiện các thao tác đăng ký thật là chính xác nha. Và tại trường Đại học Văn Lang thì khoa thương mại là một trong những đơn vị đào tạo lâu năm, ngành là khoa thương mại thì uy tín và nhận được rất là nhiều sự yêu mến từ đông đảo các bạn thí sinh trong suốt nhiều năm vừa qua. Tại số 16 của chương trình livestream Văn Lang Q&A thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về hai ngành, đó là thương mại điện tử và ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Và ngày hôm nay thì Thanh An xin mời tất cả quý vị phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh của chúng ta cùng khám phá ba ngành còn lại của khoa thương mại, đó chính là kinh doanh thương mại, marketing và kinh doanh quốc tế. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Thanh An rất vinh dự khi được chào đón Thạc sĩ Nguyễn Thị Dị Anh là Phó trưởng bộ môn kinh doanh thương mại. Em chào cô ạ. Và ngay lúc này thì chắc là em nhờ cô sẽ giới thiệu cũng như là gửi lời chào đến với tất cả các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình nhé. Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay. Cô là Nguyễn Thị Dị Anh, hiện đang là phó bộ môn kinh doanh thương mại. Hôm nay cô rất vui khi có mặt ở đây để cùng chia sẻ những kiến thức liên quan đến ngành kinh doanh thương mại tới các em. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ cô ơi, và lại đây là lần đầu tiên cô đến tham gia với tư cách là tư vấn cho các bạn học sinh đang theo dõi chương trình. Thì không biết rằng là nó khác gì với việc là cô giảng dạy các bạn sinh viên ở trên trường ạ? Khi mà giảng với lại các em học sinh ở trên lớp thì cô được gặp trực tiếp các em để có thể chia sẻ. Nhưng mà ngày hôm nay thì mặc dù không có các em ở đây nhưng mà cô vẫn cảm nhận được là sự quan tâm của các em đối với lại ngành kinh doanh thương mại cũng như là ngành marketing và ngành kinh doanh quốc tế. Và chính vì vậy nên là các thầy cô hôm nay đến đây để mà chia sẻ những kiến thức và những kinh nghiệm cho các em. Dạ vâng, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và các bạn thân mến, bên cạnh cô Dị Anh đang có mặt tại trường quay của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta còn gặp gỡ với các ban tư vấn online đến từ khoa thương mại. Ngay lúc này thì Thanh An xin được giới thiệu đến với tất cả các bạn, đó là Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Nguyên là Phó trưởng bộ môn Marketing. Xin chào các thầy cô và đặc biệt là các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Cô là Nguyễn Thị Bích Nguyên, Phó trưởng bộ môn Marketing. Hy vọng trong buổi livestream ngày hôm nay cô sẽ giải đáp được cho các bạn các thắc mắc về ngành marketing. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Và ngay lúc này thì chúng ta cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Võ Đình Cao Nguyên là giảng viên của bộ môn kinh doanh thương mại. Đầu tiên thì em xin được chào các thầy cô đây, cũng như chào các bạn học sinh. Thầy tên là Võ Đình Cao Nguyên, hiện đang là giảng viên của khoa thương mại. Chào mừng các bạn đến với buổi tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay của khoa thương mại trường Đại học Văn Lang. Hy vọng là thông qua buổi tư vấn ngày hôm nay các bạn sẽ có được những cái thông tin hữu ích cho cái quyết định để chọn ngành nghề của bạn trong tương lai. Dạ vâng, em cảm ơn và em chào thầy ạ. Và cuối cùng thì chúng ta cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Lê Na là giảng viên ngành kinh doanh quốc tế. Xin chào các bạn. Cô là Nguyễn Hoàng Lê Na, giảng viên ngành kinh doanh quốc tế. Và rất vui được tư vấn trong cái buổi ngày hôm nay ạ. Và hy vọng mình có thể giải đáp và cung cấp cho các bạn các cái thông tin hữu ích liên quan tới ngành kinh doanh quốc tế để các bạn có những cái quyết định lựa chọn đúng đắn cho cái ngành học của mình trong tương lai ạ. Dạ vâng ạ, một lần nữa thì Thanh An xin được phép thay mặt cho tất cả quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh gửi một lời cảm ơn đến cô Dị Anh cũng như là ban tư vấn online của chúng ta vì đã nhận lời mời để đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và câu hỏi đầu tiên mà Thanh An muốn đặt đến với cô Dị Anh cũng như là thầy Cao Nguyên, đó chính là ngành kinh doanh thương mại là ngành học có bề dày đào tạo và luôn nhận được sự quan tâm rất là đông từ các bạn thí sinh, thì không biết là đâu là điểm nổi bật của ngành tại trường Đại học Văn Lang ạ?
ngành kinh doanh thương mại đã có mặt tại trường Văn Lang từ rất là lâu rồi, và trong cái quá trình đó thì lượng thí sinh đăng ký vào trong ngành kinh doanh thương mại rất là đông. Qua cái quá trình đào tạo thì những sinh viên khi mà ra trường đều có được cái công việc làm ổn định, trên 90% là sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp một năm. Và trong cái quá trình học tập ở khoa thương mại trường Đại học Văn Lang thì các em được rèn luyện rất là nhiều về những kiến thức, về những kỹ năng và cũng như là những cái năng lực phục vụ cho cái việc học tập sau này cũng như là đi làm. Chính vì vậy nên là ngành kinh doanh thương mại có những cái nét nổi bật và thu hút được nhiều thí sinh tham gia. Dạ vâng, em cảm ơn cô dì Anh rất là nhiều. Vậy thì không biết là thầy Cao Nguyên, thầy ơi, thầy sẽ giới thiệu một vài điều gì đến với các bạn học sinh của chúng ta về ngành của mình ạ? Xin chào tất cả các bạn. Thì nếu được lựa chọn một điểm đặc biệt của khoa thương mại để giới thiệu với các bạn ngày hôm nay thì chắc là thầy sẽ đưa đến các bạn một thông tin, đó là số lượng sinh viên của khoa thương mại trong những năm nay lúc nào cũng thuộc loại là đông nhất của trường Đại học Văn Lang. Thì điều đó có nghĩa là khi mà đến với khoa thương mại trường Đại học Văn Lang thì các bạn sẽ được học tập trong một môi trường rất là đa dạng về bạn bè, về thầy cô giáo, thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong công việc phát triển cả về chuyên môn cũng lẫn như những mối quan hệ xã hội và thậm chí là cả về mặt tình cảm của các bạn nữa. Rất mong là sẽ có cơ hội được đón tiếp các bạn. Dạ vâng, em cảm ơn cô cũng như là thầy rất là nhiều vì những lời chia sẻ đến với các bạn học sinh của chúng ta. Và câu hỏi tiếp theo thì hiện tại thì em thấy rằng là các bạn học sinh của chúng ta đang rất là quan tâm đến hai ngành là quan hệ công chúng và marketing, vì hai ngành này có sự giao thoa với nhau và đặc biệt là ngành marketing còn là có chuyên ngành đó là quản trị sự kiện nữa. Thì với câu hỏi này thì chắc là em nhờ cô Bích Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để chúng ta có thể phân biệt được nội dung đào tạo chính của ngành marketing ở trường Đại học Văn Lang ạ. Dạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi cũng rất là hay và cũng được rất là nhiều bạn học sinh quan tâm. Đầu tiên nói về hệ thống kiến thức thì có thể nói là ngành quản trị sự kiện trong marketing nó chỉ là một hoạt động trong quan hệ công chúng, và trong quan hệ công chúng thì nó lại là một cái hoạt động thuộc marketing. Như vậy là chúng ta có thể thấy cái bối cảnh toàn cảnh là marketing sẽ là một cái ngành rộng lớn và nó sẽ chứa có quan hệ công chúng và trong đó lại có thêm quản trị sự kiện nữa. Tuy nhiên ở trường Đại học Văn Lang thì chúng ta sẽ thấy là cái định hướng đào tạo giữa hai ngành là nó khá là khác nhau. Đối với ngành quan hệ công chúng thì sẽ tập trung nhiều vào những các hoạt động về mảng truyền thông, về mảng báo chí. Trong khi đó thì ngành marketing sẽ cung cấp cho các bạn là các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về các hoạt động trong doanh nghiệp. Ví dụ giống như là để làm được marketing thì đầu tiên là mình phải hiểu về khách hàng nè. Mình sẽ có những cái môn học như là hành vi khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng. Sau đó chúng ta sẽ có những cái môn về quản trị các cái hoạt động marketing trong doanh nghiệp, ví dụ như là quản trị marketing, chiến lược marketing, marketing quốc tế. Và thêm một nhóm môn học nữa đó chính là các công cụ thường xuyên được sử dụng trong marketing mà chắc là các bạn rất là quen thuộc, ví dụ như là nghiên cứu marketing, truyền thông marketing tích hợp, digital marketing, quan hệ công chúng, quản trị bán hàng, thiết kế ứng dụng, vân vân. Và như vậy là ngành marketing sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức và những cái kỹ năng để có thể tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động làm về marketing trong cái doanh nghiệp của mình. Và ngoài ra thì có một cái điểm đặc biệt ở trong ngành marketing, đó chính là ngành marketing còn có 3 hướng chuyên sâu để sinh viên có thể tự chọn tùy theo cái sở thích và cả cái sở trường của mình nữa. Thứ nhất là ngành chuyên ngành sâu digital marketing, thì các bạn sẽ học về marketing truyền thông mạng xã hội. Cô tin chắc là các bạn trẻ đều biết và rất là rõ về mạng xã hội đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái môn như là sáng tạo nội dung, là content creator đó các bạn. Nhánh thứ hai là chúng ta sẽ có quản trị sự kiện các bạn. Trong đó thì sẽ là marketing sự kiện, thiết kế sự kiện, sáng tạo và trải nghiệm, quản trị rủi ro trong sự kiện vân vân. Và cái nhánh cuối cùng của chúng ta sẽ là về quản trị marketing. Chúng ta sẽ có những cái môn học rất là thú vị và rất là bám sát thực tế như là quản trị thương hiệu, marketing dịch vụ, quảng cáo và khuyến mãi vân vân. Nhìn chung lại thì marketing luôn luôn là một cái ngành rất là hot, rất là hấp dẫn đối với các bạn trẻ hiện nay, và cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn sau khi tốt nghiệp cũng rất là cao. Dạ vâng, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và vào năm 2021 thì trường Đại học Văn Lang của chúng ta đã tuyển sinh khóa đầu tiên của ngành kinh doanh quốc tế,
và đây vẫn còn là một cái khái niệm rất là mới mẻ với các bạn thí sinh. Thì chắc là câu hỏi này thì em xin được nhờ cô Lena có thể chia sẻ với các bạn thí sinh của chúng ta làm sao để hiểu được đúng về lĩnh vực ngành học của mình và ngành này sẽ có những cái kiến thức học nào và ứng dụng được trong những lĩnh vực công nghệ, công việc gì ạ? À, rồi cô xin trả lời câu hỏi của bạn. À, trước tiên là mình nói về cái lịch sử một tí xíu. Thực ra thì cái ngành kinh doanh quốc tế mới được tách ra thành ngành lớn của năm ngoái, nhưng mà trước đây thì từ cái ngày thành lập, ngày đầu tiên thành lập khoa từ năm 1995 tới nay thì khoa mình đã tiến hành đào tạo ngành kinh doanh quốc tế rồi, chỉ có điều là nó vẫn còn là chuyên ngành ở trong ngành kinh doanh thương mại thôi. Do đó là các bạn sinh viên, các bạn học sinh có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng đào tạo, kinh nghiệm đào tạo cũng như là kinh nghiệm của giảng viên. Và mình có thêm một cái lợi thế nữa, đó là một mình có một cái lực lượng cựu sinh viên được tốt nghiệp từ cái chuyên ngành kinh doanh quốc tế và hiện giờ thì đã thành công rất là nhiều, do đó là sẵn lòng sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn học tập cũng như là các bạn đi thực tập sau này và định hướng cho các bạn về công việc sau này. Còn quay trở lại với cái câu hỏi là cái ngành học này được học những cái môn học gì và ứng dụng ra sao, thì xin trả lời đó là cái ngành học này sẽ cung cấp cho sinh viên những cái kiến thức chuyên sâu về các cái hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, về logistics, vận tải quốc tế, marketing quốc tế, kinh doanh quốc tế, và cũng như là sẽ hướng dẫn và định hướng cho sinh viên có cái cách mà để có thể là quản trị được cái rủi ro trong cái quá trình hoạt động kinh doanh quốc tế, cũng như là cái cách để có làm sao để mở rộng ra thị trường thế giới. Và khi mà đã tốt nghiệp cái ngành học này thì sinh viên hoàn toàn có thể hòa nhập và làm việc trong cái môi trường quốc tế, trong cái xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Và cái tính ứng dụng của nó rất là cao, tại vì sinh viên ra trường thì có thể là làm trong các cái doanh nghiệp có yếu tố quốc tế, ví dụ như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đưa sản phẩm ra thị trường hoặc là nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài về. Dạ vâng, em cảm ơn cô Na rất là nhiều. Và một câu hỏi nữa mà Thanh An muốn hỏi đến cô Dì Anh cũng như là cả ban tư vấn online của chúng ta, đó chính là thời gian gần đây thì em thấy được rằng là các bạn thí sinh của chúng ta hỏi phòng tuyển sinh cũng như là truyền thông rất là nhiều một câu hỏi, đó là tiềm năng về ngành kinh doanh thương mại, ngành marketing và ngành kinh doanh quốc tế tại Việt Nam trong thời gian sắp tới sẽ là như thế nào. Thì với câu hỏi này thì chắc là em nhờ cô Dì Anh chia sẻ tổng quát hơn một xíu về ngành của mình một xíu nha cô nhé. Chào các em. Với lại ngành kinh doanh thương mại thì các em thấy là những cái giao dịch trong và ngoài nước thì nó đều đòi hỏi các em phải có được những cái kiến thức và những cái kỹ năng liên quan tới là thương mại. Và chính vì vậy nên cái tính ứng dụng của ngành kinh doanh thương mại rất là rộng. Các em có thể là làm được ở rất là nhiều vị trí, từ quản lý cho đến là những phòng kinh doanh, những cái phòng kế hoạch cũng như là những cái phòng ban khác ở bên trong tổ chức. Và một cái điều nữa đó là kinh doanh thương mại có hai chuyên ngành, và hai chuyên ngành này rất là có nhiều tiềm năng, đó là chuyên ngành phân tích kinh doanh và hành vi thương mại. Đối với lại chuyên ngành phân tích kinh doanh thì các em sẽ được học những kiến thức liên quan tới là xử lý dữ liệu và cũng như là đưa ra được những dự báo trong kinh doanh. Các em sẽ học được như là phân tích khách hàng, phân tích về tài chính, phân tích về dự án đầu tư. Các em cũng có khả năng để mà soạn thảo cũng như là quản lý những cái hợp đồng. Và chính vì vậy đối với lại chuyên ngành phân tích kinh doanh này sẽ đào tạo cho các em trở thành những cá nhân có một cái tư duy rất là tốt và có một cái năng lực rất tốt, và đó là một trong những cái tiềm năng của các em khi mà các em tốt nghiệp. Đối với lại ngành hành vi, chuyên ngành hành vi thương mại thì các em sẽ được học những cái kỹ năng liên quan tới là thương lượng, giao tiếp trong kinh doanh. Các em hiểu được hành vi của người tiêu dùng, các em am hiểu được quản trị quan hệ khách hàng như thế nào, cũng như là hành vi tổ chức và cũng như là sự quản trị thay đổi khi mà có những cái sự thay đổi ở bên trong tổ chức. Như vậy thì đối với lại
chuyên ngành hành vi thương mại, các em sẽ được rèn luyện rất là nhiều những kiến thức và những cái kỹ năng để ứng dụng vào trong một tổ chức, để các em có thể trở thành một cái nhà quản trị, một cái nhà lãnh đạo thành công ở bên trong tổ chức. Và đó là những cái đặc trưng mà ngành kinh doanh thương mại có thể mang đến cho các em. Dạ vâng, em cảm ơn cô Dị Anh rất là nhiều. Và vừa rồi thì cô Dị Anh đã chia sẻ tổng quát hơn một xíu, thì ngay lúc này thì chắc là em xin được phép nhờ ban tư vấn online của chúng ta sẽ chia sẻ sâu về từng ngành hơn. Thì đầu tiên đó là ngành kinh doanh thương mại, chắc là em nhờ thầy Nguyên có thể chia sẻ với tất cả các bạn học sinh của chúng ta. Dạ thầy ơi, không biết là... Xin chào các bạn. Dạ. Hello. À, dạ vâng, liên quan đến cái những thông tin chi tiết hơn về ngành học kinh doanh thương mại của mình, thì các bạn vừa cũng được nghe cô Dị Anh chia sẻ, thì hiện tại ngành kinh doanh thương mại của mình trong năm tuyển sinh tiếp theo sẽ có hai chuyên ngành, đó là ngành hành vi thương mại và phân tích kinh doanh. Thì hai ngành này là hai ngành rất mới, không chỉ riêng của khoa thương mại trường học Văn Lang, mà thực sự thì nó cũng là một hai chuyên ngành rất mới ở Việt Nam. Và cái sự cần thiết của hai chuyên ngành này thì hiện tại mặc dù là ngành mới, nhưng nếu các bạn nhìn một cách tổng quan về thị trường, thì với cái bối cảnh thị trường đang rất là nhiều rủi ro, rất là biến động, thì cái việc mà những doanh nghiệp họ tìm kiếm một cái cơ sở dữ liệu, tìm kiếm những cái cơ sở để từ đó họ phân tích và họ ra quyết định cho cái hoạt động kinh doanh của mình thì nó ngày một tăng. Trên cơ sở này thì đây cũng chính là một trong những cái yếu tố đã thúc đẩy khoa thương mại đi đến quyết định là sẽ mở thêm hai ngành đào tạo, mà theo sự đánh giá của khoa là rất cần thiết và vô cùng, dùng với từ vui đó là vô cùng hot trong bối cảnh hiện tại. Liên quan đến ngành phân tích kinh doanh và hành vi thương mại, thì hai ngành này chắc là các bạn nghe qua các bạn sẽ có một cái câu hỏi tiếp theo là vậy thì hai ngành này nó khác biệt như là nó có liên quan gì với nhau, thì thầy sẽ cho các bạn một cái nhìn nhanh thôi trước khi đi vào những cái thông tin tiếp theo ở những câu hỏi tiếp. Thì các bạn cứ hình dung giúp thầy là phân tích kinh doanh và hành vi thương mại, hai ngành mới của khoa mình, giống như tay trái và tay phải của một cơ thể. Cái ngành phân tích kinh doanh sẽ giúp cho các bạn là dựa trên những bộ số liệu các bạn thu thập, các bạn đọc nó, và sau đó dựa trên những số liệu mà đã phân tích thì các bạn kết nối được với khách hàng là hiện tại những số liệu thu thập về khách hàng như vậy nó thể hiện điều gì, khách hàng mong muốn điều gì, những yếu tố nào thúc đẩy khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, để các bạn hệ thống lại thì cung cấp cho các bạn một cái nhìn rất nhanh như vậy để các bạn hiểu là hai chuyên ngành này của khoa thương mại được thiết kế dựa trên một cái nhu cầu rất là cấp bách của thị trường, cũng như có một cái sự kết nối rất là lớn, dù bạn chọn học ngành nào đi chăng nữa thì cái vị trí việc làm của bạn khi mà lựa chọn hai chuyên ngành này cũng rất là rộng. Một số thông tin thầy xin chia sẻ với các bạn về ngành kinh doanh thương mại các bạn. Vâng ạ, em cảm ơn thầy rất là nhiều. Về ngành marketing thì chắc là em xin được phép hỏi cô Nguyên, vì cô Nguyên là một giảng viên trong bộ môn marketing, chắc là cô sẽ chia sẻ được rất là nhiều đến với các bạn học sinh của chúng ta. Em xin mời cô ạ. Cảm ơn bạn. Về ngành marketing thì cô, như cô có chia sẻ với các bạn, đây là một ngành rất là hot và thu hút được rất là nhiều bạn sinh viên. Bởi vì thứ nhất là nó rất là phù hợp với cái xu hướng của các bạn trẻ, và thêm nữa lý do rất là quan trọng đó là cơ hội nghề nghiệp của các bạn cực kỳ cao khi mà các bạn tốt nghiệp ngành này. Có 3 hướng để các bạn có thể lựa chọn. Thứ nhất là các bạn sẽ làm trong các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước, ví dụ như là ở các cái văn phòng đại diện hoặc các cái cơ quan quản lý về kinh tế nhà nước, các cái tổ chức kinh doanh khác, ở các cái vị trí như là chuyên viên marketing, chuyên viên truyền thông, quan hệ công chúng, hoặc là chuyên viên kinh doanh, hoặc là nghiên cứu thị trường, hoặc là chuyên viên về digital marketing, tổ chức sự kiện, quản trị thương hiệu, content creator, vân vân. Đó là về cái nhóm mà các bạn có thể làm ở trong công ty. Còn ngoài ra thì cái định hướng của cái ngành marketing thì cũng sẽ có một hướng để giúp cho các bạn có thể phát triển thêm, trở thành các cái nhà nghiên cứu, giảng dạy trong các cái trường đại học, những cái viện nghiên cứu. Và một cái cuối cùng, một cái vị trí cuối cùng mà cô nghĩ là rất là thu hút đối với các bạn trẻ hiện nay, đó chính là ngành marketing sẽ cung cấp đủ kiến thức, kỹ năng cho các bạn có thể tự khởi nghiệp trong cái nhiều lĩnh vực khác nhau, trong những lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhờ những cái kỹ thuật marketing và những cái kiến thức nền về kinh tế mà chúng ta được học ở trong chương trình. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái ngành học. Và Thanh Anh tin chắc rằng là có rất nhiều bạn học sinh đang rất là quan tâm, đó là ngành kinh doanh quốc tế. Và ngay lúc này thì em mời cô Na sẽ chia sẻ cùng với các bạn về đôi điều về ngành học của mình ạ. Cô xin chia sẻ tiếp về cái ngành kinh doanh quốc tế, về cái nhu cầu hiện nay như thế nào. Thì các bạn biết rằng là hiện nay cái xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra và rất là mạnh. Và Việt Nam của mình thì không có nằm
nằm ở ngoài cái xu thế đó, mà Việt Nam của mình đang và đã và đang hội nhập, và không phải là hội nhập bình thường đâu, mà hội nhập rất là sâu vào trong cái nền kinh tế thế giới. Đó, hiện nay Việt Nam mình có đến 17 cái hiệp định thương mại tự do đã và đang có hiệu lực. Mà khi mà có hiệp định thương mại tự do như vậy thì cái cơ hội kinh doanh, mua bán hàng hóa với nước ngoài nó trở nên rất là có, tức là cái điều kiện rất là tốt ha. Và Việt Nam của mình cũng luôn luôn là đưa ra các cái chính sách, các cái cơ chế để làm sao đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào. Đó, cho nên là các bạn thấy rằng là hiện nay thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu của mình tăng lên rất là mạnh. Ha, ví dụ như 6 tháng đầu năm nay thì đã đạt hơn 185 tỷ đô la Mỹ, và nó đang tăng 17,3% so với năm ngoái. Đó, đó là kim ngạch xuất khẩu của mình. Và cái vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng vậy luôn. Cho nên là rất là cần cái nguồn nhân lực đã qua đào tạo để có thể là tham gia vào trong cái hoạt động kinh doanh quốc tế này. Và bên cạnh đó thì các bạn thấy rằng chúng ta có rất là nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi đó đặt rất là nhiều các cái nhà máy, các doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài. Cho nên là họ tới đây và họ muốn, rất là muốn tìm cái nguồn nhân lực chất lượng cao, muốn rất là tìm nguồn nhân lực đã qua đào tạo, và không phải là đào tạo những cái ngành kinh tế chung chung đâu, mà đào tạo vào đúng cái ngành kinh doanh quốc tế luôn, để có thể vận hành được cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có hoạt động kinh doanh quốc tế, cũng như là am hiểu các nghiệp vụ. Đó, cho nên là cái nhu cầu nguồn nhân lực về cái ngành kinh doanh quốc tế rất là cao, và đáp ứng đúng cái xu thế phát triển này kinh tế hiện nay của Việt Nam cũng như là của thế giới. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô rất là nhiều vì những lời chia sẻ đến từ cô về ngành học của mình, và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý thầy cô cũng đã chia sẻ rất là nhiều cho các bạn sinh viên cũng như là học sinh của mình. Và em tin chắc rằng là với những gì mà chúng ta chia sẻ từ nãy giờ thì những bạn đang muốn tìm hiểu về những ngành nghề của chúng ta, những ngành học của chúng ta thì sẽ có cho mình thật là nhiều thông tin quý thầy cô nhé. Và hiện tại thì em thấy ở dưới bình luận trên livestream của chúng ta thì có rất là nhiều bạn đang có rất là nhiều câu hỏi dành đến cho tất cả quý thầy cô. Ngay lúc này thì chắc là em xin phép đọc những cái bình luận này để giúp cho các bạn gỡ rối một phần nào nhé. Và câu hỏi đầu tiên đó là: dạ thưa cô, em nghe cô tư vấn, em thấy rằng là ngành marketing của chúng ta có 3 hướng chuyên sâu. Cô cho em hỏi là mình có được trường tư vấn về định hướng những hay không, hay là mình sẽ phải chọn ạ? Và với câu hỏi này chắc là em nhờ cô Nguyên có thể chia sẻ cùng với các bạn học sinh của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho ngành marketing. Thì cô xin đại diện cho ngành với trả lời cái thắc mắc này của các bạn. Thì ngành marketing và khoa thì muốn tạo điều kiện cho các bạn để mở rộng ra cái lĩnh vực chuyên sâu của các bạn. Do đó có thiết kế cho các bạn 3 chuyên ngành hẹp. Đó chính là digital marketing, quản trị sự kiện và quản trị marketing. Tuy nhiên cô và các thầy cô trong khoa cũng rất là hiểu cái việc các bạn sẽ rất là phân vân khi đứng trước các lựa chọn về chuyên ngành hẹp. Do đó là trước khi mà các bạn vào học chuyên ngành hẹp ở năm 3 thì khoa luôn tổ chức những cái buổi định hướng cho các bạn ở vào năm cuối của năm 2. Thông thường thì khoa sẽ mời một số các thành phần mà đại diện cho tất cả các cái chuyên ngành hẹp ở các cái doanh nghiệp, những cái chuyên gia đang làm việc ở trong các cái lĩnh vực liên quan, cũng như là các cái cựu sinh viên đã tốt nghiệp tại trường để về chia sẻ với các bạn và về cái kinh nghiệm chọn ngành, rồi cái xu hướng sau khi làm việc ở trong cái ngành đó thì nó sẽ như thế nào. Cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là mình sẽ có một cái buổi tư vấn để các bạn chọn chuyên ngành trước khi mà các bạn bắt đầu vào chuyên ngành ở năm 3 nhé. Dạ vâng, em cảm ơn cô Nguyên rất là nhiều, và hy vọng rằng là với những gì cô Nguyên vừa chia sẻ thì bạn Hoài Ân, người đã đặt câu hỏi này, bạn sẽ cảm thấy rằng là mình đã có nhiều hơn những thông tin về ngành nghề của mình chọn nhé. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Phúc Thịnh, đó là: em chào quý thầy cô, em muốn hỏi rằng là ngành kinh doanh thương mại thì em sẽ được đào tạo những kiến thức cũng như là những kỹ năng gì? Và với câu hỏi này thì chắc là em nhờ cô Dị Anh có thể chia sẻ đến bạn Phúc Thịnh cũng như là những bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Cảm ơn câu hỏi của bạn Phúc Thịnh. Và đối với lại cái ngành kinh doanh thương mại, chúng ta sẽ có được những cái kiến thức chung và những cái kiến thức về chuyên ngành. Trong những cái kiến thức chung thì các em sẽ được học những môn ví dụ như là quản trị rủi ro trong kinh doanh, đàm phán trong kinh doanh thương mại. Các em sẽ được học
những cái môn ví dụ như là nghiên cứu thị trường, khi chúng ta mà tốt nghiệp ra ngành kinh doanh thương mại thì chúng ta phải có cái khả năng nghiên cứu thị trường, cũng như là các em được học môn soạn thảo và quản lý hợp đồng. Đó là một cái điều rất là quan trọng đối với các em. Khi mà các em tốt nghiệp đi làm, chắc chắn là các em sẽ đụng tới những cái hợp đồng, và những cái hợp đồng đó thì vô cùng là quan trọng, vì chúng ta biết là những cái điều khoản hợp đồng đó nó sẽ tác động đến cái việc kinh doanh của chúng ta như thế nào. Và chính vì vậy nên là cái kỹ năng để mà soạn thảo hợp đồng rất là quan trọng với các em. Sau khi soạn thảo xong thì các em phải quản lý được hợp đồng đó, đảm bảo được tiến độ trong cái vấn đề về thực hiện của hợp đồng. Thì các em sẽ được học những môn chung như vậy. Sau khi mà các em học môn chung xong, các em sẽ đi vào hai chuyên ngành, và trước khi các em vào hai chuyên ngành, các em cũng sẽ được tư vấn để lựa chọn, đó là phân tích kinh doanh và chuyên ngành hành vi thương mại. Và như cô giới thiệu lúc đầu thì đối với lại phân tích kinh doanh, nó sẽ đào tạo cho mấy em, rèn luyện cho những em về kiến thức và cũng như là cái kỹ năng về phân tích. Ví dụ như các em muốn khởi nghiệp chẳng hạn, nhưng mà cái để khởi nghiệp thì sẽ có rất là nhiều yếu tố nó tác động đến cái quyết định đó, và những cái em sẽ đi đến những cái quyết định như thế nào thì nó không thể nào dựa vào trong cảm tính được, mà nó đòi hỏi các em phải có một cái kỹ năng phân tích cũng như là một cái kiến thức liên quan đến quản lý. Và chính vì vậy nên là đối với lại chuyên ngành phân tích kinh doanh, các em sẽ được học quản trị về dự án đầu tư, em phân tích được khách hàng, em phân tích được dữ liệu để mà em đưa ra được những cái quyết định. Và chính vì vậy, đối với chuyên ngành này sẽ giúp cho các em trở thành những chuyên viên về phân tích, và đây là một cái nhu cầu rất là thiết yếu đối với doanh nghiệp, một cái yếu tố mà doanh nghiệp rất cần ở một cái người nhân viên. Đối với lại chuyên ngành hành vi thương mại thì các em lại được, ngoài kiến thức, các em sẽ được rèn luyện những cái kỹ năng liên quan đến làm tâm lý, tức là các em sẽ am hiểu được hành vi của người tiêu dùng, em am hiểu được trong cái quá trình mà giao dịch với những cái đối tác thì làm sao để chúng ta đạt được đôi bên cùng có lợi, và cũng như là các em sẽ hiểu được tâm lý của người lao động để làm thế nào em có thể đối nội và đối ngoại làm cho cái tổ chức nó phát triển một cách bền vững nhất. Thì đó là những cái đặc trưng của ngành kinh doanh thương mại với hai chuyên ngành như vậy. Dạ vâng, em cảm ơn cô giảng rất là nhiều. Và có một câu hỏi cũng liên quan đến với chương trình đào tạo của chúng ta. Thì em có thấy rằng là có một bạn chia sẻ rằng là bạn là một người hướng nội, nhưng mà bạn muốn học ngành kinh doanh quốc tế thì có được hay không? Thì chắc là câu hỏi này em nhờ thạc sĩ Nguyễn Hoàng Lê Na sẽ chia sẻ với bạn sinh viên này của chúng ta. Cô xin cảm ơn cái câu hỏi của các bạn, của bạn rất là thú vị. Tại vì là thực ra thì tiếng ngành kinh doanh quốc tế không có yêu cầu là người phải là hướng nội hay là hướng ngoại thì mới học được. Mà ở đây thì theo mà cái sự quan sát và kinh nghiệm cô cho thấy thì cái người học một ngành kinh doanh quốc tế lại là cái người hướng nội nhiều hơn. Những người làm bên ngành kinh doanh quốc tế lại là những người rất là khép kín, rất là ngại chia sẻ hay là cởi mở với cả bên ngoài. Nhưng mà khi làm việc thì họ làm việc rất là cẩn thận, tỉ mỉ. Và cái tính cẩn thận tỉ mỉ còn nhiều hơn là còn nhiều hơn cho cái ngành học này của mình. Và bản thân của cô cũng thuộc vào cái người là người hướng nội, cho nên là bạn hoàn toàn có thể theo học được. Và ở trong cái ngành kinh doanh quốc tế này thì nó có một số cái vị trí công việc cũng phù hợp cho những người hướng nội, ví dụ như là cái vị trí là nhân viên chứng từ, nhân viên làm chứng từ xuất nhập khẩu hay là những cái vị trí như là lập kế hoạch đó, hay là xây dựng chiến lược để xâm nhập thị trường quốc tế, hay là những cái nhân viên nghiên cứu thị trường quốc tế đó, thì vẫn hoàn toàn có thể phù hợp được cho những người hướng nội. Nên là bạn cứ tự tin đi theo học ạ. Dạ vâng, em cảm ơn cô rất là nhiều. Một câu hỏi rất là thú vị và một câu trả lời em nghĩ rằng là rất là đầy đủ thông tin để giúp cho bạn có thể nhiều động lực hơn để đến với ngành của chúng ta. Và em thấy một câu hỏi đó là: thầy cô ơi, cho em hỏi rằng là học chuyên ngành hành vi thương mại thì mình tốt nghiệp mình có thể làm việc ở đâu ạ? Và với câu hỏi này chắc là em nhờ thầy Nguyên có thể chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Em xin mời thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì liên quan đến câu hỏi của bạn thì thầy xin chia sẻ với bạn một số thông tin như sau, và cũng dựa trên những gì mà cô Dị Anh vừa chia sẻ với bạn. Trong quá trình học tại
khoa quản trị khoa khoa thương mại của trường học Văn Lang, và những chuyên ngành mà cô vừa chia sẻ đó là phân tích kinh doanh và hành vi thương mại, thì các bạn sẽ được học không chỉ những kiến thức chuyên môn mà còn rất là nhiều những kỹ năng liên quan. Và dựa trên cái chương trình đào tạo mà khoa thương mại muốn gửi đến các bạn, hiện tại các bạn sau khi tốt nghiệp các bạn hoàn toàn có thể làm được những vị trí mà thầy có thể liệt kê ra sau đây. Thứ nhất đó là khi bạn học hành vi thương mại, bạn hoàn toàn đủ kiến thức và kỹ năng để công tác ở những phòng kinh doanh của các doanh nghiệp trên nhiều ngành nghề, từ tài chính, bảo hiểm cho đến hàng tiêu dùng. Vị trí tiếp theo mà các bạn có thể làm đó là trong những doanh nghiệp sản xuất. Thì thực sự hiện nay trong cái bối cảnh hiện tại thì mọi thứ đều xoay quanh khách hàng. Kể cả những doanh nghiệp mà họ làm câu chuyện về sản xuất thì họ cũng phải biết là những đối tác của họ cần gì, muốn gì và đâu là cái mà họ có thể cung cấp được. Thì tất cả những thứ đó nó đều xoay quanh một yếu tố, đó là về hành vi thương mại, về khách hàng muốn gì, khách hàng cần gì. Ngoài những cái vị trí trong những phòng kinh doanh thì bạn còn có thể học và làm việc ở những phòng kế hoạch. Bạn cũng có thể tham gia vào câu chuyện marketing của doanh nghiệp, bởi vì bạn hiểu về khách hàng, bạn hoàn toàn có thể tham gia vào các công vị trí ở marketing. Bạn hoàn toàn cũng có thể làm ở những vị trí quản lý của những phòng chiến lược. Bởi vì như thầy nói, khi bạn hiểu khách hàng muốn gì thì bạn mới xây dựng được cái cách vận hành của doanh nghiệp. Nhìn chung rất khó để có thể cho bạn một câu trả lời là sau khi tốt nghiệp bạn sẽ làm vị trí nào, mức lương bao nhiêu, thì thầy chưa đủ cơ sở để cho bạn một câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên có một điều thầy chắc chắn, đó là khi bạn tham gia hoặc vào những cái hoạt động, vào những cái việc học tập và đào tạo của khoa và trường, thì sau khi tốt nghiệp bạn hoàn toàn đủ những cái kiến thức chuyên môn và kỹ năng để tham gia vào bất cứ một cái doanh nghiệp nào ở những cái bộ phận, những công việc mà thầy vừa chia sẻ. Đúng rồi. Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều. Và qua những lời chia sẻ cuối thầy cô thì em cảm nhận được một điều rằng là khi mà chúng ta học ngành thương mại tại trường của mình thì mình có thể làm được rất là nhiều ngành nghề sau này nếu như mà mình chăm học. Và khi mà mình đã hoàn thành hết những khóa học thì việc mình kiếm được một việc làm và một mức lương mà gọi là mình phù hợp với bản thân mình thì rất là điều không khó lắm, đúng không cô? Dạ rồi, và bạn Vũ Thị Hương Giang vừa có một câu hỏi, đó là dạ thưa quý thầy cô, đó là ngành Digital Marketing sẽ được học những cái ngành gì? Thì với câu hỏi này chắc là em sẽ nhờ cô Nguyên sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn sinh viên của chúng ta. Cô chào bạn Hương Giang, cảm ơn câu hỏi của bạn. Về ngành Digital Marketing thì ở trong ngành này chúng ta sẽ có một cái môn học bắt buộc, đó là môn về Marketing truyền thông mạng xã hội. Marketing truyền thông mạng xã hội thì các bạn biết là mình sẽ học về các cách làm marketing trên các cái nền tảng mạng xã hội. Và nền tảng mạng xã hội thì chắc là các bạn biết rất là rõ rồi ha. Ví dụ như là Facebook nè, TikTok nè, Instagram, vân vân. Ngoài ra thì các bạn cũng có khá là nhiều môn học tiếp theo để mà nhưng mà nó sẽ được xếp thành những cái môn mà các bạn có thể tự chọn tùy theo cái định hướng của bản thân của các bạn. Ví dụ như là môn về dữ liệu thì khi mà làm digital marketing á, thì không bao giờ chúng ta tách ra khỏi dữ liệu được các bạn. Các bạn phải hiểu và phải đọc được dữ liệu ở trên các cái nền tảng đưa về thì chúng ta mới đưa ra được một cái quyết định marketing nó chính xác được. Và chúng ta sẽ có là môn khai thác và phân tích dữ liệu. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể học các cái môn ví dụ như là phát triển trang web, sáng tạo về nội dung và rất là đặc biệt đó là môn hành vi kỹ thuật số, bởi vì hành vi của khách hàng bây giờ đã rất là thay đổi khi mà họ lên cái nền tảng kỹ thuật số để mà họ mua bán trao đổi, nên là ngành marketing các bạn phải hiểu rõ cái điều đó để chúng ta nắm bắt được cái hành vi của khách hàng và đưa ra những cái chiến lược nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì không chỉ đối với ngành digital marketing mà cả ba chuyên ngành hẹp còn lại thì chúng ta đều có làm một việc, đó chính là các đề án chuyên ngành. Và với đề án chuyên ngành này thì các thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái project thực tế liên hệ với những cái doanh nghiệp thực tế để chúng ta có thể lên được một cái plan ví dụ như là digital marketing cho cái doanh nghiệp đó trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một cái môn để mà các bạn có thể tiệm cận thực tế và bắt đầu chúng ta thực tập những cái vấn đề, những cái kiến thức mà chúng ta đã học vào trong thực tế. Đó là một số cái chia sẻ của cô về cái ngành digital marketing. Dạ vâng, em xin được cảm ơn cô Nguyên rất là nhiều. Và một câu hỏi liên quan đến ngành marketing quốc tế thì ngành kinh doanh quốc tế thì em có thấy một câu hỏi rằng đó là thì không biết rằng là bạn chia sẻ là bạn không có giỏi và bạn không có học
nổi về cái môn tiếng Anh của mình thì không biết rằng là bạn có thể phù hợp để học ngành học này hay không. Thì với câu hỏi này chắc là em nhờ cô Lena sẽ giải đáp cho bạn. Và người đặt câu hỏi này đó là bạn Phương Thanh ạ. À, cô chào bạn. Thì ở đây có rất là nhiều bạn cũng phân vân về cái việc cái khả năng tiếng Anh của mình ha. Nhưng mà bạn đừng có để cái việc phân vân đó nó làm cản trở ước mơ của bạn ha. Tại vì khi mà mình học phổ thông thì có thể là mình đang phải tập trung vào rất là nhiều môn khác nhau và mình không có đủ thời gian để học tiếng Anh. Nhưng mà khi bạn vào đại học thì bạn ở trường có tới 7 học kỳ để các bạn học tiếng Anh đó. Và các học kỳ này liên tiếp với nhau, và khi mà bạn vào thì trường cũng sẽ kiểm tra đầu vào để cho xếp cho các bạn vào trong lớp phù hợp với trình độ của mình. Và cô tin là với cái 7 học kỳ đó cộng với cả sự nỗ lực của bạn, thêm nữa là bạn có thể học thêm ở bên ngoài, tự trau dồi kiến thức của mình, thì khi bạn ra trường thì tiếng Anh của bạn đủ đáp ứng để mình có thể tham gia vào trong cái hoạt động kinh doanh quốc tế này. Tự tin lên nhà, đừng có để tiếng Anh nó làm cản trở bước đường của mình ha. Và người ta cũng chứng minh rằng khi học tiếng Anh không có phải là chỉ có gọi là gì bẩm sinh à, mà hoàn toàn nó phụ thuộc vào rất là nhiều về sự nỗ lực. Nếu bạn đủ yêu thích cái ngành học này thì bạn sẽ biết cách làm sao đó để đạt được nó. Và tiếng Anh không phải là, bạn đừng coi tiếng Anh nó là một cái một cái gì đó nó cản đường bạn trong quá trình các bạn đạt được ước mơ. Dạ vâng ạ, à, qua lời chia sẻ của cô Na thì chúng ta có thể thấy được rằng là tiếng Anh nó cũng rất là quan trọng trong ngành học của chúng ta. Tuy nhiên rằng là mình có đến tận 4 năm để có thể trau dồi, và khi mà ra trường thì chúng ta có thể thành thạo được tiếng Anh và giúp cho công việc của chúng ta ổn định hơn. Vậy thì với tiếng Anh thì những ngành còn lại thì nó có quan trọng lắm không cô Dị Anh? À, thì tiếng Anh là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng đối với lại một sinh viên khi mà tốt nghiệp ra trường. Vì các em thấy là ngày nay thì khi mà mấy em đi làm thì cái yêu cầu đối với lại trình độ ngoại ngữ cũng là một trong những cái điều yêu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên các em yên tâm là khi vào trường Đại học Văn Lang, các em sẽ có 7 học phần Anh văn, tức là Anh văn 1 cho đến Anh văn 7. Và chính vì vậy các em sẽ được một cái quá trình rèn luyện liên tục với lại những giảng viên rất giỏi để có thể nâng cao được cái trình độ tiếng Anh của mình. Và cái thứ hai nữa, một cái đặc trưng của các ngành trong khoa thương mại là trong quá trình học sẽ các em sẽ được học một số môn bằng tiếng Anh. Có nghĩa là có một số môn sẽ cho mấy em chọn hoặc là học bằng tiếng Anh hoặc là học bằng tiếng Việt, tùy theo các em. Và đối với lại những môn mà được chọn học bằng tiếng Anh, chủ yếu là để cho các em có được một cái cơ hội để mà tiếp xúc và cũng như là học những cái từ chuyên ngành bằng tiếng Anh, để giúp cho các em sau này khi mà đi làm tiếp xúc với lại những cái chuyên môn thì các em sẽ tự tin và vững vàng hơn. Vì vậy nên là các em cứ yên tâm là khi mà vào trường Văn Lang thì các em sẽ được một cái quá trình rèn luyện tiếng Anh rất là tốt. Dạ vâng, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và có một bạn đặt câu hỏi cho thầy Nguyên, đó chính là: dạ thầy ơi, cho em hỏi rằng là em thích tính toán thì học chuyên ngành phân tích kinh doanh sẽ phù hợp hơn đúng hay không ạ? Thầy cho em hỏi là em thích cái ngành học này thì ngành phân tích kinh doanh sẽ phù hợp hơn đúng hay không? Dạ, em xin mời thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thầy có một cái chia sẻ thật lòng với các bạn là dù trong bất cứ một cái môn học gì, một ngành học gì, việc mà các bạn có cái tư duy logic, tư duy hệ thống, hay trong trường hợp này đó là khả năng tính toán, thì nó luôn luôn là một lợi thế. Tuy nhiên nó không phải là một điều kiện bắt buộc, không phải là một điều kiện sống còn, mà các bạn không có thì các bạn không học được. Vấn đề nó sẽ không phải như vậy. Liên quan trực tiếp đến câu hỏi của bạn thì bạn thích về tính toán thì bạn sẽ phù hợp hơn với phân tích kinh doanh đúng không? Thì câu trả lời của thầy đó là về mặt lý thuyết, về mặt khung chương trình đào tạo thì trong môn phân tích kinh doanh của mình các bạn sẽ được học và được cung cấp rất là nhiều những cái học phần mà liên quan đến câu chuyện là các bạn tư duy logic, các bạn sẽ tính toán, các bạn sẽ đọc số liệu. Vì vậy việc mà bạn thích tính toán thì thực sự là nó giúp cho bạn có một cái sự phù hợp bước đầu đối với chuyên ngành phân tích kinh doanh rất là lớn, cũng như lợi thế trong quá trình theo học. Nhưng mà thầy cũng muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là việc mà bạn giỏi tính toán nó là một yếu tố tốt cho bạn, nhưng không phải là một điều kiện sống còn khi mà bạn tham gia vào câu chuyện học những cái ngành nghề liên quan đến đến kinh doanh trong khoa của mình. Cảm ơn bạn. Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều. Và một câu hỏi nữa đó là cô cho em hỏi rằng là chuyên ngành hành vi thương mại thì mình tốt nghiệp có thể làm được ở đâu ạ? Chắc là câu hỏi này em nhờ cô Dị Anh có thể chia sẻ cùng với tất cả các bạn sinh viên của chúng ta.
Chào em. Thì hồi nãy như là thầy Nguyên có chia sẻ đối với lại cái cơ hội việc làm sau khi mà các em tốt nghiệp, thì cô nhấn mạnh một vấn đề là khi mà các em tốt nghiệp thì các em sẽ là cử nhân kinh doanh thương mại, và trong cái ngành, trong quá trình học về ngành kinh doanh thương mại thì em sẽ có hai chuyên ngành là phân tích kinh doanh và hành vi thương mại. Vậy thì khi mà tốt nghiệp đối với lại ngành hành vi thương mại, chuyên ngành hành vi thương mại thì các em có thể làm ở những phòng, ví dụ phòng ban như là những phòng kinh doanh, vì em am hiểu về tâm lý của khách hàng mà, em có thể làm ở những phòng về cung ứng thu mua. Là tại sao? Tại vì em am hiểu được vấn đề là đàm phán đối với lại nhà cung cấp, đối với lại đối tác như thế nào. Các em có thể làm ở những phòng chiến lược, vì những phòng đó đòi hỏi các em phải có một cái sự am hiểu từ nhiều cái phương diện, nhiều đối tác, mà trong cái quá trình làm việc đó các em đã có cái sự am hiểu rồi. Và thậm chí là các em có thể làm ở những cái phòng về nhân sự, tại vì trong cái quá trình học về hành vi thương mại, như cô nói lúc đầu ấy, là không chỉ là em học về đối ngoại mà em còn học về đối nội, tức là em am hiểu được tâm lý của người lao động và em biết cách làm sao để gắn kết và phát huy được năng lực của đội ngũ bên trong của tổ chức. Và chính vì vậy nên là rất là có nhiều điều kiện thuận lợi cho em khi mà em học chuyên ngành hành vi thương mại khi mà mấy em ra trường. Dạ vâng, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và bạn Như Ngọc có hỏi đến quý thầy cô, đó chính là cho em hỏi rằng là em học ngành marketing thì có được học ngành trading hay không ạ? Nếu được thì khi nào em sẽ học? Và với câu hỏi này em xin được phép mời cô Nguyên có thể chia sẻ cùng với bạn Ngọc ạ. Cảm ơn câu hỏi của Ngọc. Đây là một câu hỏi theo cô rất là thú vị. Và cô tin chắc là bạn đã có một cái sự tìm hiểu khá sâu về ngành marketing. Branding là một trong các cái mảng mà marketing không thể nào thiếu đâu bạn. Và đây là một môn chuyên sâu, cho nên là các bạn sẽ được học nó vào năm 3 khi mà các bạn đã chọn chuyên ngành, và nó sẽ xuất hiện ở chuyên ngành quản trị marketing các bạn nha, quản trị marketing. Và bên cạnh đó thì ngành digital marketing thì các bạn cũng sẽ được học môn này. Tuy nhiên với ngành digital marketing thì môn quản trị sự kiện thì nó sẽ ở dạng là tự chọn. Vậy là bạn có quyền chọn môn quản trị thương hiệu hoặc là các môn khác tùy theo cái sở thích và cái định hướng của các bạn. Vâng ạ, em cảm ơn cô Nguyên rất là nhiều. Và một câu hỏi liên quan đến ngành kinh doanh quốc tế thì chắc là em xin được phép hỏi cô Lena là mình có được học lồng ghép các môn tiếng Anh chuyên ngành vào hay không, và mình sẽ được giảng viên của nước ngoài hay là giảng viên của mình, và mình có được đi thực tập hay không ạ? Bạn có nghe trường quay có nghe được cô nói không ạ? Dạ hiện tại thì Thanh Lan đã nghe những lời chia sẻ từ cô rồi ạ. Em xin mời cô chia sẻ với các bạn ạ. Và thì trong cái chương trình học của mình cũng sẽ có một số môn sẽ được lồng ghép vào cái chương trình tiếng Anh. Tức là giống như lúc nãy cô dì Anh nói, sẽ có một số môn là dạy bằng tiếng Anh và một số môn thì dạy bằng tiếng Việt. Và những cái bạn mà cũng chưa có tốt tiếng Anh thì cũng đừng có lo lắng, bởi vì là sẽ có hai sự lựa chọn. Như lúc nãy cô dì Anh có nói, đó là cũng là một môn đó, nhưng mà sẽ có sự lựa chọn là học bằng tiếng Anh hoặc là học bằng tiếng Việt. Cho nên nếu bạn muốn trau dồi, bạn muốn nâng cao cái khả năng Anh ngữ của mình lên, cũng cộng với cái khả năng tiếp thu được những cái từ chuyên ngành nữa, thì các bạn có thể lựa chọn một cái môn học bằng tiếng Anh. Và nữa thì trong quá trình mà chúng ta học, trong suốt quá trình học thì có những, hầu như học kỳ nào cũng sẽ có những cái môn là mời những cái người thực tế, có thể là cựu sinh viên, có thể là những cái bạn bè hay là những cái đối tác của khoa để về chia sẻ cho các bạn cái kiến thức thực tế. Nó phù hợp với cái môn học mà giảng viên đang đứng lớp. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái môn nữa, đó là cái mô hình kinh doanh quốc tế. Lúc đó đó là môn thực hành, và các bạn sẽ phải xây dựng một cái mô hình kinh doanh như trong một cái doanh nghiệp thật đó. Và cái thứ ba nữa, đó là trong quá trình các bạn học thì khoa sẽ tạo điều kiện để các bạn có thể đi thực tế tham quan, học hỏi ở cảng hoặc là ở các cái doanh nghiệp xuất khẩu. Cho nên các bạn cứ yên tâm về cái tính thực tế thực hành khi mà các bạn tham gia vào trong quá trình học tập ở khoa. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và một câu hỏi nữa, đó chính là dạ thưa thầy cô, em đang rất là phân vân giữa kinh doanh thương mại và kinh doanh quốc tế. Em có rất là nhiều tố chất để phù hợp với hai ngành này, thì không biết là hai ngành này sẽ khác nhau như thế nào, thì em sẽ được phép nhờ quý thầy cô chia sẻ cùng với tất cả các bạn ạ. Và đầu tiên là với ngành kinh doanh thương mại thì chắc là em nhờ thầy Cao Nguyên sẽ chia sẻ cùng với các bạn học sinh của chúng ta.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Để đầu tiên thì trước khi đi vào trả lời câu hỏi của bạn thì có một yếu tố mà thầy muốn chia sẻ và nhấn mạnh với các bạn, đó là trong các ngành nghề của lĩnh vực kinh doanh nó luôn luôn tồn tại một cái sợi dây liên kết rất là lớn. Điều đó có nghĩa là khi mà bạn học một chuyên ngành hoàn toàn đủ cơ sở để bạn có thể công tác được ở một số những chuyên ngành khác. Nếu như bạn bổ sung và có một cái lộ trình đúng đắn cho cái tương lai của bạn thì cái sợi dây liên kết là đủ mạnh, cũng như là cái chương trình đào tạo cũng đủ đáp ứng được cho các bạn về câu chuyện kiến thức để bạn có thể công tác được, làm việc được ở rất là nhiều phạm vi rất là rộng. Và hiện tại nếu như bạn vẫn đang phân vân giữa việc lựa chọn giữa kinh doanh thương mại và kinh doanh quốc tế thì thật ra việc mà bạn phân vân giữa hai ngành này thì tức là bạn đã quyết định là bạn chọn khoa thương mại rồi, thì nó đầu tiên nó là một tín hiệu tốt. Bạn cái lựa chọn đầu tiên của bạn chắc có vẻ là chính xác rồi, bạn chọn khoa thương mại. Sau đó nếu như bạn vẫn còn phân vân là liệu bạn phù hợp với ngành nghề nào thì riêng về vấn đề này thì thầy nghĩ bạn cần thêm chút thời gian. Bạn sẽ xem xét và nếu như có cơ hội thì bạn sẽ nên tìm hiểu kỹ một chút xíu, bạn tìm những cái thông tin liên quan đến cái chương trình đào tạo của những ngành này và bạn xem trong cái chương trình đào tạo đó bạn thích những môn nào, cái số lượng môn của ngành nào bạn cảm thấy là phù hợp hơn và nó giúp được cho bạn, nó khớp được với định hướng nghề nghiệp cũng như phát triển bản thân của bạn, thì sau đó bạn hãy ra một định cuối cùng. Hiện tại thì thầy cũng chưa có cơ hội được làm việc được gặp bạn, cho nên bất cứ một quyết định nào mà thầy hướng dẫn bạn bây giờ nó đều mang tính rất là chủ quan và nó sẽ là một quyết định có phần vội vàng. Vì vậy thầy khuyến khích bạn là nếu như bạn còn phân vân giữa hai ngành này thì các bạn đầu tiên là bạn nên tìm hiểu sâu thêm một tí về những cái khung chương trình đào tạo, và thầy cũng sẽ cung cấp cho các bạn luôn là với cái sự khác nhau cơ bản như kinh doanh thương mại và kinh doanh quốc tế thì nó chính là nằm ở yếu tố là phạm vi. Tại sao thầy nói là yếu tố phạm vi? Thì như cô Lena vừa có trình bày, với cái ngành kinh doanh quốc tế thì ngành này sẽ là một cái ngành hướng trọng tâm vào những cái mối quan hệ giữa những doanh nghiệp có yếu tố quốc tế ở bên trong. Còn cái đối với giữa kinh doanh thương mại thì cái phạm vi của nó là bạn không có cái áp lực lắm về cái yếu tố quốc tế, hoàn toàn bạn có thể công tác được ở những công ty một phạm vi của nó rộng hơn, kể cả những công ty nội địa. Thêm vào đó thì cái mà bạn nên quan tâm bây giờ đó là hai chuyên ngành, như thầy như cô và thầy cũng có chia sẻ rất là nhiều của ngành kinh doanh thương mại, thì hiện tại có ngành phân tích kinh doanh và ngành hành vi thương mại, thì hai ngành này như thầy cũng chia sẻ rồi các bạn ha, thì nó yêu cầu bạn có, nếu như bạn là một người thích phán đoán, là một người thích vận dụng những cái nhận định của bản thân để có thể điều điều hướng được những hoạt động kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường thì đây sẽ là một cái ngành rất phù hợp với bạn về kinh doanh thương mại. Cảm ơn bạn. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ với các bạn về ngành học là kinh doanh thương mại. Vậy thì còn với kinh doanh quốc tế thì sao ạ? Ngay lúc này em xin được nhờ cô Na sẽ chia sẻ cùng với các bạn học sinh của chúng ta. Rồi, chào bạn. Thì bây giờ bạn hỏi cái tố chất nào để có thể phù hợp với cái ngành kinh doanh quốc tế, thì chắc là cái tố chất nhưng mà cô nghĩ ngay trong đầu tiên đó là cẩn thận, như lúc nãy cô cũng có nói ạ. Tại vì là lúc mà mình kinh doanh, mình làm hợp đồng, mình đọc hợp đồng, mình phân tích hợp đồng kinh doanh quốc tế như thế nào, mình lên kế hoạch chiến lược cũng như là các cái chứng từ có liên quan để có thể là xuất nhập khẩu hàng hóa, thì cái đó cần cẩn thận rất là nhiều, bởi vì nó đúng theo nghĩa là sai con toán bán con trâu. Tại vì nếu mà chỉ còn sai một con số, sai một cái dữ kiện thôi thì nó sẽ liên lụy ra rất là nhiều. Tại vì khi mà bạn muốn bán hàng ra nước ngoài thì không chỉ đơn thuần chỉ có mối quan hệ giữa người bán và người mua, mà nó còn có những cái bên liên quan, các cái cơ quan hữu quan khác họ tham gia, và đặc biệt là hải quan đó. Cho nên là rất là quan trọng ở cái đức tính cẩn thận đó. Cái thứ hai nữa là bạn phải là cái người không phải phải đâu mà là cần. Mình thích cái gì đó nó ngăn nắp, nó theo một cái quy trình gì đó đó, thì chắc có lẽ sẽ phù hợp ở cái ngành này. Và bên cạnh đó thì bạn cần có thêm cái khả năng giao tiếp nha, thì cũng quan trọng khi mà bạn làm ở những cái vị trí ví dụ như là sale về sản phẩm nó kinh doanh trong cái những trong cái phòng kinh doanh quốc tế, hay là bạn làm sale cước sale dịch vụ ở các công ty giao nhận vân vân. Đó, thì lúc đó thì bạn cần phải có kỹ năng giao tiếp cũng như là khi mà các bạn đàm phán để ký kết hợp đồng. Kỹ năng giao tiếp ở đây thì không có nhất thiết là phải là kỹ năng giao tiếp nói chuyện trực tiếp như thế này, có thể là bạn có kỹ năng giao tiếp thông qua văn bản, thông qua email đó, thì vẫn cần cái đó ha. Nếu bạn có thì đó là một cái mà giúp cho bạn tiến xa hơn trong cái nghề nghiệp này. Và cái nữa là
cái khả năng tư duy và phân tích thông tin, bởi vì cái này cũng rất là cần. Bởi vì mình kinh doanh quốc tế thì nó có, cũng có thể là sẽ gặp những cái rủi ro, cũng có những cái lúc mà mình bị gian lận thương mại, có nghĩa là bên kia nó làm cái hợp đồng như vậy nhưng mà nó gài những cái gì đó ở trong cái hợp đồng chẳng hạn, đó, nó làm cho mình gặp cái rủi ro trong quá trình mình thực hiện hợp đồng kiểu như vậy. Thì lúc này mình phải đọc và mình phải phân tích được đó, cái nghiệp vụ của mình phải vững. Và cái nữa là các bạn phải là người thích đọc tin tức. Thì bây giờ các bạn thấy là tin tức hiện nay nó được truyền rất là nhanh và được cập nhật hàng ngày hàng giờ một. Cho nên là bây giờ các bạn, nếu mà bạn muốn kinh doanh quốc tế như vậy thì bạn phải là người thích cập nhật các cái tin tức đó, để bạn biết cái thị trường kia như thế nào, cái chính sách của chính phủ ở các nước khác hiện nay ra sao, hay là cái tình hình thuế quan, rồi cái chính sách đối ngoại của các quốc gia đó đối với Việt Nam ra làm sao đó, thì vân vân. Đó là những cái mà các bạn cần phải nắm ha, để các bạn có thể tham gia vào trong cái thị trường quốc tế được đó. Thì tôi chia sẻ một số cái yếu tố để các bạn xem là mình có phù hợp với cái ngành này hay không. Và cái nữa là như thầy Quyên nói đó là, chờ một tí xíu, là có một cái yếu tố như thầy Quyên nói là bạn cũng nên tìm hiểu xem là trong cái chương trình đào tạo á, nó có những cái môn học nào và bạn có cảm thấy là mình phù hợp và mình yêu thích những cái môn học đó hay không. Thì đó cũng là một cái yếu tố để các bạn có thể đưa ra quyết định của mình. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe chia sẻ từ thầy Nguyên cũng như là cô Na về hai ngành là kinh doanh thương mại và kinh doanh quốc tế. Thì ngay lúc này thì có một câu hỏi muốn đặt đến với cô Dị Anh, đó chính là em muốn làm nhân viên nghiên cứu thị trường thì em nên học ngành kinh doanh thương mại hay là ngành marketing, nó sẽ phù hợp hơn với em, và ngành học nào sẽ là dễ xin việc hơn ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Đối với lại ngành kinh doanh thương mại, em sẽ được học một môn gọi là môn nghiên cứu thị trường. Đối với lại ngành marketing thì tương tự em cũng sẽ được học một môn gọi là nghiên cứu marketing. Như vậy thì đối với lại hai cái ngành này thì các em đều có đủ được kiến thức và kỹ năng để mà em có thể nghiên cứu thị trường. Và em thấy rằng trong kinh doanh hiện nay thì nếu như mình không có được dữ liệu từ những cái khách hàng, người tiêu dùng thì rất là cái xác suất mà chúng ta ra quyết định sai rất là cao. Và chính vì vậy nên là nghiên cứu thị trường nó sẽ giúp cho các em thu thập được dữ liệu, xử lý được dữ liệu và trên cái cơ sở kết quả của dữ liệu đó để mà ra được cái quyết định đúng đắn hơn. Nên là dù học hai ngành nào thì em cũng có khả năng là có đầy đủ được những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu thị trường. Còn về cơ hội việc làm thì cũng vậy, tức là cơ hội việc làm đối với lại ngành kinh doanh thương mại hay là ngành marketing hay là ngành kinh doanh quốc tế thì nó đều rất là rộng đối với lại các em. Các em có thể làm được ở nhiều vị trí ở bên trong một cái tổ chức. Tuy nhiên thì có một điều chúng ta cũng biết rằng trước một cái sức cạnh tranh ngày nay rất là cao, chúng ta không chỉ khi mà các em tốt nghiệp thì các em biết là không chỉ bản thân mình tốt nghiệp mà xung quanh mình, bạn bè mình tốt nghiệp cũng rất là nhiều, đúng không ạ? Chính vì vậy nên là để tăng được cái khả năng có được một cái công việc làm tốt, ổn định thì cái việc ngay từ đầu khi mà em bước chân vào để đại học thì các em phải xác định được cái việc học tập một cách nghiêm túc. Các em trong quá trình 4 năm đó, các em tận dụng để mà trau dồi những kiến thức, những kỹ năng cũng như là những cái thái độ sống tích cực với lại một cái khả năng tiếng Anh tốt, thì khi đó thì cơ hội việc làm nó đều rộng mở cho các em dù là ở ngành nào. Cảm ơn em. Em cảm ơn cô rất là nhiều. Và có một câu hỏi nữa là hiện giờ thì nhiều khóa học ngắn hạn về ngành Digital Marketing thì nhiều bạn học trái ngành cũng làm việc ở lĩnh vực này. Vậy thì cơ hội việc làm của em có bị ảnh hưởng hay không ạ? Em nên chuẩn bị gì khi mà học ngành này? Và với câu hỏi này em xin được phép mời cô Nguyên có thể chia sẻ cùng với các bạn ạ. Cô cảm ơn câu hỏi rất là thú vị từ bạn ha. Thì câu hỏi này thực sự cô thấy rất là thực tế luôn. Thì cũng chia sẻ với các bạn như sau. Về cái ngành Digital Marketing thì chúng ta đang thấy là có rất nhiều khóa học ngắn hạn đang được các trung tâm đào tạo. Nhưng mà lợi thế khi các bạn học ngành này ở tại trường Phan Lan là gì? Đó là khi các bạn học tại trường Phan Lan thì chúng ta sẽ được đào tạo kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu. Không chỉ là kiến thức về Digital Marketing đâu các bạn, mà trước tiên là các bạn phải có kiến thức về cái khối ngành kinh tế nè.
bạn phải hiểu cái nền kinh tế và các cái doanh nghiệp đang vận hành như thế nào, và các cái môn học hỗ trợ thêm cho các bạn về cái ngành kinh tế. Sau đó thì các bạn sẽ được đổ nền sâu vào những cái môn cơ bản, ví dụ như là marketing, hành vi tiêu dùng, vân vân. Rồi các bạn sau khi qua những cái môn của ngành marketing thì các bạn mới tiếp tục chuyên sâu vào cái môn digital, cái ngành digital marketing. Như vậy các bạn thấy là cái flow chương trình đó, của đại học đó, là thiết kế rất là chi tiết và để cho các bạn có một cái nền tảng. Và không chỉ sau này bạn không, có thể là bạn không làm trong ngành digital marketing, nhưng mà bạn vẫn có thể làm ở một cái lĩnh vực khác, trong một cái vị trí khác của ngành marketing vẫn được các bạn ha. Và còn các cái trung tâm á, các cái trung tâm bây giờ mà khi mà họ đào tạo về digital marketing á, thì hầu như là những cái khóa ngắn hạn, và họ sẽ cố gắng tập trung vào cho các bạn là cái việc sử dụng công cụ. Và việc sử dụng công cụ thì các bạn biết các cái công cụ, ví dụ giống như là Facebook nè, YouTube nè, thì nó sẽ có thể nói là nó sẽ thay đổi liên tục, thay đổi chóng mặt. Do đó là cái mà mình cần để mà mình nắm cái hành trang cho mình á, là những cái kiến thức cơ bản và bạn hiểu được là nó vận hành như thế nào, thì trường đại học sẽ giải quyết cho các bạn rất là tốt ở cái lĩnh vực đó. Và tương tự cái câu hỏi là các bạn trái ngành thì như vậy, khi mà vào làm cái ngành này thì có làm cái cơ hội cho các bạn nó bị giảm xuống hay không, thì đó là một phần nữa là tùy thuộc vào bạn. Nếu như bạn có cái sự là bạn tìm hiểu sâu sắc và bạn nghiêm túc với cái nghề, thì bạn có sự tìm hiểu và bạn đầu tư vào cho nó, thì có thể nói là bạn sẽ nâng cao cái khả năng cạnh tranh của mình. Còn các bạn học trái ngành thì các bạn ấy có một cái lợi thế, đó là các bạn ấy rất là đam mê cái ngành này, thì bạn ấy mới có thể là chuyển qua làm cái ngành như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là cái khối kiến thức của các bạn ấy về nền tảng marketing chẳng hạn, thì các bạn sẽ không thể nào bằng những cái bạn mà học đại học tại cái chuyên ngành marketing được các bạn ha. Về cái câu hỏi là bạn cần phải chuẩn bị gì khi mà bạn học cái ngành digital marketing này, thì cô nghĩ rằng là một cái mà các bạn cần phải làm đối với cái ngành này, đối với một cái ngành mà nó thay đổi liên tục, thay đổi chóng mặt, đó là bạn phải rất là siêng năng cập nhật xu thế mới, không chỉ về kinh doanh, không chỉ về marketing và những cái công cụ digital marketing nữa. Và với cái việc mà cập nhật xu hướng mới như thế này thì ngành marketing cũng đưa lại cho các bạn một cái lợi thế hơn, đó là các bạn thường thì các cái môn học được tổ chức hoặc là khoa hoặc là bộ môn sẽ thường có tổ chức những cái chuyên đề chuyên sâu, mời những cái chuyên gia trong ngành để về chia sẻ với các bạn về các cái xu thế mới diễn ra trong ngành như thế nào và thực tế nó đang ra sao. Thì đây là một cơ hội rất là tốt để các bạn cập nhật kiến thức. Bên cạnh đó thì ngành marketing cũng có một cái hội thi rất là nổi tiếng, nếu mà các bạn có tìm hiểu ở Văn Lang, đó là cuộc thi Marketing Generator. Cuộc thi này là một trong những cái điểm nhấn của ngành marketing khi mà thu hút được rất nhiều bạn trẻ, hơn hàng ngàn bạn trẻ tham gia vào các hội thi này, và là một nơi để các bạn có thể là giao lưu và thi thố. Và cô nghĩ rằng đây là một cái lợi thế rất là lớn khi mà bạn học ngành marketing mà không có thể nào tìm được ở những cái trung tâm đào tạo ngắn hạn, hay là khi mà các bạn học những ngành khác. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và một câu hỏi đến từ bạn Thanh Mẫn Võ, đó là ngành kinh doanh thương mại ngoài việc làm ở công ty, doanh nghiệp thì em có thể theo hướng là giảng dạy được hay không? Thì khi mà em muốn học thì em sẽ cần phải học thêm những gì? Và với câu hỏi này thì em xin được mời thầy Nguyên có thể chia sẻ cùng với tất cả các bạn ạ. Thầy cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của bạn. Và để giải quyết cho câu hỏi này thì bạn có thể nhìn trực tiếp vào tổ tư vấn đang ngồi đây và chia sẻ với bạn, và cũng như hiện tại rất là nhiều giảng viên của khoa thương mại có background xuất thân là từ doanh nghiệp. Các thầy cô trải qua những cái kinh nghiệm thực chiến ở ngoài doanh nghiệp, sau đó các thầy cô bắt đầu công tác giảng dạy và cung cấp chia sẻ lại cho các bạn không chỉ kiến thức mà còn cả những quá trình mà các thầy cô chắt lọc trong quá trình đi làm ở doanh nghiệp. Nói như vậy để bạn có thể hình dung một cách chắc chắn là khi bạn học không chỉ ngành kinh doanh thương mại mà những ngành khác, ngành marketing hay bất cứ một ngành nào của khoa thương mại, thì bạn hoàn toàn đều đủ cơ sở để bạn tham gia vào công tác giảng dạy. Bạn có phải học gì thêm để đi dạy hay không, thì thứ đầu tiên mà bạn cần trang bị nếu bạn xác định theo con đường giảng dạy đó là đam mê. Sau đó để phục vụ cho công tác
giảng dạy ở cái trường đại học thì bạn sẽ phải tối thiểu là bạn sẽ phải học lên ở mức thạc sĩ, là khuyến khích nếu có thời gian và bạn còn trẻ thì bạn nên, nhưng và nếu như bạn xác định rõ là bạn muốn tham gia vào công tác giảng dạy chuyên nghiệp lâu dài thì lộ trình mà thầy nghĩ là bạn các bạn bạn và các bạn có cùng ý định thì nên hướng đến, nó là con đường về tiến sĩ, thì khi đó bạn sẽ hoàn toàn trở thành một người giảng viên là thầy nghĩ là khi mà bạn có đủ đam mê và bạn có đam mê và bạn có thêm những kiến thức bạn chắt lọc từ có công tác của bạn ở bên ngoài, không chỉ là công tác giảng dạy không, thì với cả những cái kỹ năng là những cái kinh nghiệm cũng như cái kiến thức chuyên môn của bạn thì bạn hoàn toàn có thể trở thành một giảng viên rất là tốt. Thanh An vừa nhận được hai câu hỏi về ngành kinh doanh quốc tế, thì với câu hỏi này chắc là em sẽ nhờ cô Lena chia sẻ cùng với các bạn. Câu hỏi đầu tiên đó chính là em muốn hỏi về ngành kinh doanh quốc tế, cơ hội việc làm sẽ là như thế nào? Làm thế nào để em dễ xin việc, sau đó sẽ tốt nghiệp ngành này thì em thấy nhiều bạn học chọn ngành này. Dạ vâng, em xin được đọc lại, đó là em muốn hỏi về ngành kinh doanh quốc tế, cơ hội việc làm sẽ là như thế nào? Làm thế nào để em dễ xin việc sau khi tốt nghiệp ngành này vì em thấy có rất nhiều bạn chọn ngành này. Và câu hỏi thứ hai đó là học kinh doanh quốc tế có bắt buộc phải học các phần mềm thống kê hay không ạ? Vâng, em xin được mời cô Lena có thể chia sẻ cùng với tất cả các bạn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn ạ. Thì ở đây lúc nãy cô có đầu đầu buổi cô có nói về cái việc là cái cơ hội, cũng có nói một tí xíu sơ lược về cái cơ hội việc làm của cái ngành kinh doanh quốc tế này. Ha, thì đầu tiên là các bạn thấy cái tiến độ toàn cầu hóa, ha, rồi cái nữa là cái việc xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay tăng lên rất là cao. Đó, và cái thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào cũng rất là mạnh. Cho nên là chúng ta có rất là nhiều các cái doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hay là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tại Việt Nam. Đó là cô đang tóm gọn lại cái ý mà đầu giờ cô có nói. Rồi cái nữa thì các bạn thấy rằng là hiện nay các cái sản phẩm mà các bạn tiêu dùng hàng ngày, các bạn đang cầm trên tay, ví dụ như cái điện thoại đi hay là cái xe máy các bạn đi đi đó, thì các bạn thấy là các sản phẩm đó là nó được sản xuất bởi nhiều cái quốc gia hợp lại với nhau, là rất rất ít những cái sản phẩm hiện nay mà nó được sản xuất bởi một quốc gia thuần túy. À, thì các bạn thấy là như vậy thì cái phân công lao động quốc tế nó đang diễn ra rất là mạnh đó. Vì vậy thì bạn thấy là cái cơ hội mà mình có việc làm ở trong ngành của mình rất là lớn đó. Và hiện nay thì các bạn thấy rằng là cái theo dự báo của nhu cầu việc làm, thì thấy rằng cái việc nhân lực trong cái ngành kinh doanh quốc tế này đang thiếu thiếu rất nhiều, khoảng từ 40 đến 50%. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể học ngành này và ra trường sẽ có việc làm. Và việc làm ở đây là làm ở đâu thì nãy giờ chưa có cơ hội nói, thì bây giờ sẽ nói ha. Thì đầu tiên là bạn sẽ thấy là mình có thể làm ở trong các cái doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, thậm chí là doanh nghiệp sản xuất không thôi cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì những doanh nghiệp sản xuất có thể là nguyên vật liệu họ không có kiếm được ở tại Việt Nam, do đó là họ phải nhập từ nước ngoài về. Và khi họ nhập nước ngoài về như vậy thì họ cũng cần có một cái phần thu mua, một cái phần nhập khẩu đó, và do đó thì họ cần bạn để bạn có thể làm các cái nghiệp vụ, bạn có thể tìm kiếm đối tác nước ngoài, bạn làm các cái nghiệp vụ để có thể là đưa hàng, đưa nguyên vật liệu về để tiến hành sản xuất đó. Và nguyên vật liệu mua bao nhiêu, lưu trữ như thế nào thì là bên cái bộ môn khác, cái ngành khác người ta làm ha. Còn mình sẽ làm các nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ nhập khẩu hàng, hay là các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu đó, hay là các doanh nghiệp trong khu chế xuất, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nó chuyên sản xuất hàng để xuất khẩu ra bên ngoài, thì lúc này doanh nghiệp đó rất cần bạn. Vì bạn vừa làm, có thể làm ở những cái vị trí là thu mua, bạn vừa làm cái vị trí là kinh doanh, và bạn làm ở những cái vị trí gì, phòng xuất nhập khẩu, bạn làm chứng từ, bạn làm dịch vụ, bạn làm thanh toán quốc tế cho cái doanh nghiệp đó, cũng như là bạn sẽ làm cái nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu để có thể đưa hàng hóa đi từ kho của nhà máy đo đến khi mà hàng ra cảng, hoặc thậm chí là đưa hàng tới kho của bên người mua đó. Cho nên là ở đây thì bạn thấy là mình có hoàn toàn có thể làm ở các cái doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu ha. Rồi cái nữa là bạn có thể làm ở trong các cái vị trí ở tại ngân hàng. Nghe bất ngờ ha. Ngân hàng à. Và ngân hàng ở đây thì bạn có thể làm ở vị trí nào? Có thể bạn làm ở trong phòng thanh toán quốc tế. Tại vì bạn được đào tạo ở trong cái chương trình học của mình có để giúp cho các bạn có đủ cái khả năng để bạn làm ở vị trí đó. Hoặc là bạn làm ở phòng kinh doanh ngoại hối, phòng hỗ trợ, tự nhiên tôi quên mất cái từ của cái phòng đó, cái phòng là hỗ trợ xuất nhập khẩu cho dành cho doanh nghiệp đó.
Rồi bạn có thể làm ở các cái doanh nghiệp, ví dụ như là doanh nghiệp kinh doanh logistics hay là doanh nghiệp giao nhận, làm trong những cái phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, hay là làm ở trong sale cước, sale dịch vụ, bạn hoàn toàn cũng có thể làm được. Rồi và cái nữa là bạn hoàn toàn có thể làm ở trong các cái cơ quan nhà nước mà nó có các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, hỗ trợ thương mại đó, thì đó là những cái nơi mà bạn có thể làm được, có thể apply vào để tìm được cái công việc phù hợp cho mình. Rồi một câu hỏi nữa là câu hỏi gì vậy? Tôi nhờ anh MC. Dạ. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ hai mà các bạn gửi đến cô Na đó chính là: học kinh doanh quốc tế thì có bắt buộc phải học các phần mềm thống kê hay không ạ? À, thực ra thì cũng không bắt buộc các bạn phải học phần mềm thống kê quá chuyên sâu đâu. Hay bạn có thể bạn nắm được các cái phần mềm trong Microsoft Office thì được rồi, đặc biệt là Excel thì vẫn có thể thống kê cho bạn những cái số liệu. Còn nếu như mà muốn phân tích chuyên sâu hơn nữa thì đi qua môn liên quan tới cái ngành bên phân tích kinh doanh ở bộ môn của cô Dị Anh. À, còn bên cái ngành của mình thì không bắt buộc phải học các cái phần mềm thống kê. Rồi còn câu gì nữa nè, như còn nhớ có một câu nữa. Dạ. Đó là hình như là nó làm sao để ra trường có việc làm, đúng không ạ? Thì cái đó phụ thuộc vào bản thân của bạn rất là nhiều. Tất nhiên nhà trường sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các cái kiến thức, kỹ năng và thái độ, năng lực tự chủ để các bạn có thể đáp ứng được cái môi trường doanh nghiệp, và đặc biệt là trong cái môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay. Đó, còn ở đây là còn phụ thuộc vào cái sự nỗ lực của các bạn nữa. Và khi mà bạn ra trường thì làm sao đó để mình có thể đáp ứng được cái chuẩn tiếng Anh do trường đặt ra đó. Thì đó là một cái để cho các bạn có thể đánh bật nhiều đối thủ khác ở các cái trường khác có cùng ngành, được chưa? Và cái nữa là trong quá trình học thì các bạn nên tìm hiểu, update những cái thông tin đó, thông tin và đặc biệt là những cái thông tin về thế giới, về tình hình kinh tế thế giới. Và bạn có khả năng phân tích những cái thông tin đó ngay từ trên ghế nhà trường, rồi sau này khi các bạn ra trường rồi thì cái đó nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Và một cái nữa đó là các bạn có thể là tham gia vào những cái hoạt động của khoa để các bạn tích lũy kinh nghiệm trong cái môi trường làm việc đội nhóm. Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Dạ vâng, em cảm ơn cô Na rất là nhiều vì những lời chia sẻ rất là tận tình cũng như là rất là nhiều thông tin, và cũng cảm ơn ban tư vấn cũng như là cô Dị Anh rất là nhiều. Và hồi nãy giờ thì em có thấy ở trong bình luận của mình á, là không chỉ có ban tư vấn của chúng ta chia sẻ với nhau đâu, mà còn có các anh chị cựu sinh viên nè, các bạn sinh viên đang theo học cũng đã cùng với những người bạn chuẩn bị bước vào đại học của mình chia sẻ với nhau. Và qua đó em thấy rằng là sinh viên của khoa thương mại của mình á, thì rất là thân thiện với nhau, và đặc biệt là các bạn học sinh thì rất là quan tâm đến học của mình. Vậy thì với kinh nghiệm giảng dạy rất là nhiều năm của cô, thì cô Dị Anh có thể tư vấn cho các bạn trẻ của chúng ta cần chuẩn bị những gì để thành công trong lĩnh vực thương mại ạ? Chào các em. Đối với lại khi mà các em chọn dù là ngành kinh doanh thương mại, marketing, thương mại quốc tế hay là những ngành khác của trong khoa thương mại, thì cái đầu tiên đó là các em cần chuẩn bị cho mình thứ nhất là một cái tâm thế rất là sẵn sàng để mà bước vào học. Tại vì người ta thường nói là đầu xuôi thì đuôi lọt, đúng không? Chính vì vậy nên nếu như mà các em bước vào với lại một cái tâm thế rất là nghiêm túc trong cái quá trình học, các em xác định được rằng em có thể nói với ba mẹ là: ba mẹ ơi, trong 4 năm nữa con sẽ tốt nghiệp, con sẽ trở thành một cái cử nhân, con sẽ ra trường và con sẽ có được công việc làm ổn định, và con quay lại con hỗ trợ cho ba mẹ. Thì cái điều đó là một cái ước mơ mà nó sẽ giúp cho mấy em nuôi dưỡng suốt 4 năm để mà mấy em biến ước mơ thành hiện thực. Còn trong quá trình học thì khoa thương mại và cũng như trường Đại học Văn Lang luôn là trên cái tinh thần gọi là đạo đức, ý chí, sáng tạo, nên là luôn đào tạo cho các em về những kiến thức rất là thực tế. Và cái thứ hai nữa đó là những trang bị cho em những cái kỹ năng cần thiết chuyên môn, và cũng như là một cái thái độ hội nhập, và cũng như là các em sẽ trở thành là phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Đối với lại ngành kinh doanh thương mại và cô nghĩ là cũng những ngành khác, thì định hướng đào tạo cho các em không chỉ là để trở thành một nhân viên, một chuyên viên, mà định hướng xa hơn là giúp cho em trở thành những nhà quản trị và những nhà lãnh đạo thành công. Chính vì cái định hướng đó nên là trong quá trình
giảng dạy đã trang bị rất là nhiều tố chất cho các em. Nên là cô hy vọng rằng các em hãy tự tin để mà nộp hồ sơ, và điều quan trọng đó là hãy giữ cho mình được một cái ngọn lửa nhiệt huyết trong suốt cái quá trình các em học. Cảm ơn các em. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Từ nãy đến giờ thì chúng ta đã có một cái buổi trò chuyện cũng như là giải đáp rất là nhiều câu hỏi dành cho tất cả các bạn học sinh rồi. Thì vì thời lượng của chúng ta có hạn, cho nên là ngay lúc này em xin được phép nhờ quý thầy cô của chúng ta gửi những lời động viên cũng như là những lời khuyên dành cho các bạn học sinh của chúng ta chuẩn bị bước vào hành trình đại học của mình. Ngay lúc này thì chắc là em nhờ cô Nguyên sẽ chia sẻ cũng như là dành những lời khuyên đầu tiên đến cho các bạn học sinh của mình ạ. Chào các bạn. Cũng là những lời cuối mà có thể chia sẻ với các bạn rồi, nhưng mà cô vẫn hy vọng là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà có thể gặp nhau tại trường Văn Lang và đặc biệt là tại ngành marketing. Hy vọng là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm tuyệt vời khi mà chọn trường Đại học Văn Lang. Chào, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Dạ, vậy cô Lê Na ơi, cô có lời khuyên nào hay là muốn gửi một lời nào đến với các bạn học sinh ạ? Thì cái việc mà mình lựa chọn cái ngành học thì bất cứ ai cũng sẽ trải qua, ngay cả các thầy cô ngồi đây cũng đã trải qua một cái thời như vậy. Và lúc đó thì tụi cô không có nhiều thông tin và cũng không có được tư vấn kỹ như các bạn hiện nay. Ở hồi đó thì chỉ nghe những anh chị đi trước truyền tay nhau thôi ha. Cho nên là bây giờ các bạn đang có một cái lợi thế rất là lớn, đó là các cái thông tin trên các trang mạng xã hội cũng như là các bạn được thầy cô trực tiếp tư vấn như thế này. Cho nên là hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn được cái ngành phù hợp, chắt lọc thông tin và so sánh những cái thông tin đó với cả những cái ưu thế, ưu điểm cũng như là những cái nhược điểm của bản thân mình để đưa ra mình, cho mình những cái lựa chọn phù hợp nhất với bản thân. Bởi vì là cái việc mà lựa chọn ngành thì coi giống như là một cái cánh cửa đầu tiên mở ra để cho các bạn bước vào đời. Đó, vì vậy là cũng mang cái tầm quan trọng không kém gì với cái việc là khi các bạn ra trường và các bạn đi làm. Đó, cho nên là các bạn cân nhắc thật là cẩn thận để tránh trường hợp là khi mà chọn ngành xong rồi thì lại phải chuyển ngành hay là phải nghỉ học, như vậy thì rất là đáng tiếc. Chúc các bạn tìm được ngành học phù hợp với mình. Dạ vâng, em cảm ơn cô rất nhiều. Và chắc chắn rồi, ngay lúc này sẽ là những lời chia sẻ cũng như là những lời khuyên đến từ thầy Nguyên ạ. Và những lời cuối cùng mà thầy muốn dành cho các bạn trong buổi tư vấn ngày hôm nay, đó là bên cạnh những cái buổi tư vấn như chúng ta đang tham gia vào thì còn có những cái kênh khác mà các bạn, thầy khuyên các bạn nên dành thời gian để tìm hiểu và tương tác, đó là mạng lưới sinh viên của khoa thương mại cũng như là mạng lưới sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Ở đây sẽ là một cái kênh mà các bạn sẽ tìm kiếm được rất là nhiều sự tư vấn, tìm kiếm được rất là nhiều thông tin cũng như là những cái cơ sở để hỗ trợ thêm cho quyết định rất là quan trọng của bạn anh thầy, và hy vọng là sẽ có cơ hội được gặp các bạn ở khoa thương mại trường Văn Lang trong tương lai. Dạ vâng, em cảm ơn ban tư vấn online của mình rất là nhiều. Và quay trở lại với phim trường thì chắc là em nhờ cô Dị Anh sẽ gửi một lời khuyên cuối cùng đến với tất cả các bạn sinh viên, các bạn học sinh đang theo dõi chương trình này ạ. Đã chia sẻ với các em cô rất nhiều rồi. Chính vì vậy nên là những cái lời này thì cô chỉ muốn trước tiên là em xin cảm ơn quý phụ huynh đã đồng hành cùng con em của mình và theo dõi để mà hỗ trợ định hướng công việc sắp tới, việc chọn lựa trường học sắp tới cho các em học sinh. Cái thứ hai là cô xin gửi lời chúc sức khỏe đến các em, đến phụ huynh và cũng như là các em học sinh, và cô mong rằng các em hãy cứ cân nhắc. Các em cứ tìm hiểu thông tin và cho mình được một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất. Và các em luôn nhớ một điều rằng chỉ cần các em có đam mê, có quyết tâm và có một cái sự nghiêm túc thì các em sẽ đạt được thành công. Cảm ơn các em, cảm ơn phụ huynh rất nhiều ạ. Một lần nữa thì Thanh An xin được phép thay mặt cho tất cả những vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh của chúng ta đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cô Dị Anh cũng như là cô Nguyên, thầy Nguyên và cô Lena rất nhiều vì những lời chia sẻ của quý thầy cô trong ngày hôm nay. Thanh An tin chắc rằng là các bạn đã có cho mình thêm những cái kiến thức cũng như là những động lực để có thể chuẩn bị hành trang bước vào quãng đường đại học của mình. Và các bạn thân mến, câu chuyện về những ngành nghề mới sẽ được tiếp tục vào những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Và hy vọng rằng là Văn Lang sẽ được gặp gỡ với các bạn học sinh của chúng ta trong đội ngũ khóa 28 tương lai. Và các bạn thân mến, livestream Văn Lang Q&A quen thuộc của chúng ta sẽ được phát sóng vào 18 giờ thứ ba hàng tuần trên fanpage chính thức của trường đại học Văn Lang để có thể trao đổi về những chủ đề tuyển sinh thiết thực hơn nhé. Còn bây giờ thì Thanh An, quý thầy cô cũng như là cô Dị Anh xin chào và hẹn gặp lại.
xa gia đình đây, muôn khó khăn còn đây. Cuộc sống giàu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn phàn. Xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn vàn. Rồi vẫn lặng chắp cánh cho bạn, bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang, khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắp sáng. Dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang, khát vọng vẫn lang, mãi yêu mỗi nhà thân thương. Dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Cùng nhau ta sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sáng.